Đây là một doanh nghiệp trang trại lợn khu Tây Bắc rồi rồi. Nạ sản Sơn La. Nạ sản đấy bạn. Một ông chủ lớn trang trại lợn Nạ sản Sơn La. Chúng tôi đang vào thăm. Đấy, tí nữa bác lấy cái xe trắng này. Yeah. Chơi phong lan. Đó hoa đây này anh Ngô này. Vâng, đẹp quá, đẹp. Rồi. Ai giả cái ao này. Đúng là sơn thủy hữu tình chưa? Đấy, đừng nói nhá, xuôi. Thì 7-8 cân. Rồi, xuôi còn chạy dài đấy nhá bà con nhá. Xuôi mình còn chạy dài như này, dãy cây phong lan, hoa cây cái cảnh ao cá, vườn cây ao cá. Mô hình VOC quá là tuyệt vời, đất Nà Sản Sơn La. Nà Sản Sơn La. Đây là gà sống rừng. Một loài gà sống cái rừng sống cảnh. Gà tre đây này. Đây mới gọi là gà tre rừng này. Đấy, một loạt gà tre, gà sống rừng. Đấy. Ông chủ chơi thế này mới là. Vườn cây ao cá. Gà tre, gà sống rừng. Nói đi. Em Nguyễn Văn Bình, tiểu khu Nà Sản, Sơn La. Rồi. Đây này anh này, toàn gà rừng đây anh Ngô này. Vâng, rồi. Đấy, bác quay. Đấy, nhà tre rừng nhiều rồi, giờ cảnh nhà tre rừng. Đây, xong em dẫn bác vào đây. Đặt gà rừng luôn. Đặt gà rừng luôn. Đấy, thế này. Đây gà tre đấy, đây gà rừng này. Bên này. Ngày trước nhà tôi cháu nó mua mấy con nó nuôi, nó cứ bay mẹ nóc nhà nó đỗ. Không anh ơi, đúng. Lên, nếu mình nóc không nhốt, nhà bay cây. Hết lên ngọn. Rồi rồi. Đỗ hết trên gà rừng. Đấy, ba gà rừng chính hiệu đấy. Vâng. Thằng mèo nó đem xuống cho em một đôi em gây đấy. À rồi. Gây ra như này. Anh con tuổi tệ đây này. Bà sửa đây. Đi đâu cũng gặp con tuổi tệ này, chết dở đấy. Quay rồi, không phải bảo đến nước mắt được cái là quay luôn rồi. Đấy. Ôi trời. Con này nó cũng nghe nhỉ. Đấy. Tôi đến tôi liếc mắt được một cái là tôi quay luôn mà. Tôi quay từ bắt đầu vào nhà cơ, đẹp lắm. Toàn ăn đi chơi đúng không? Toàn ăn đi chơi rồi chẳng gặp. Thoát không gặp. Ba thằng cha Bình này mấy quả bưởi này, bưởi da xanh ấy chứ hả? Đó, bưởi diễn đấy. Thế sao vặt mẹ thì đẹp gì? Đây này, nó nửa hai đấy chứ. Vặt đi mà thì không ăn được đâu. Quay sao bố quay à? Ừ quay. Em đi biết đâu không gặp con tuổi tệ này. Rồi. Đi đâu không gặp con tuổi tệ. Nhiều chứ này em biết rồi. Các bác ấy là quý nhau lắm cho nên. Bây giờ mới quay đấy. Cứ đứng im đấy.
đang quay, vẫn đang quay.